vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này mình sẽ đưa các bạn tham quan tiến độ nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Rạch Đĩa đã hợp long. Nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ là nút giao lớn nằm ở cửa ngõ phía nam thành phố, nằm trên trục đường huyết mạch vành đai 2, nhiều năm qua ngã tư này luôn trong tình trạng quá tải. Do đó, dự án nút giao này được kỳ vọng sẽ góp phần xóa bỏ kẹt xe cho khu vực này. Giai đoạn 1 gồm 2 hầm chui lớn trên đường Nguyễn Văn Linh, giai đoạn 2 sẽ thi công tiếp 2 cầu vượt, biến nút giao này thành nút giao 3 tầng. Nhánh hầm chui HC2 hướng từ quận 7 đi quốc lộ 1 đã hoàn thiện căn bản sau 4 năm thi công. Theo kế hoạch, nhánh hầm thông xe ngày 15 tháng 9 nhưng dời cuối tháng do mưa kéo dài. Nhánh hầm đã hoàn thiện thảm nhựa, lắp đèn chiếu sáng, lan can, thoát nước. Đoạn hầm kín ở độ sâu khoảng 5 mét so với mặt đất, đã lắp đặt đầy đủ đèn, thiết bị phòng cháy chữa cháy ở hai bên. Theo đúng dự kiến thì ngày đăng video này cũng là ngày thông xe nhánh hầm chui, giảm tải kẹt xe cho khu vực này. Tổng chiều dài mỗi hầm khoảng 456m, chiều ngang đảm bảo 3 làn xe, kết cấu bằng bê tông, cốt thép. Việc thi công đào hầm trong mùa mưa cũng gặp nhiều khó khăn. Địa chất ở khu vực này là đất sét, nên khi gặp mưa phải đào những hố tụ thật lớn, đồng thời gắn các máy bơm để giảm việc đất nhão hóa thành bùn gây khó khăn cho công việc thi công về sau. Tại khu vực thi công nút giao, một số vị trí ở làn dành cho ô tô xuất hiện các vết lồi lõm, sụt lún, xen kẽ là những đoạn mới được dặm vá. Mặt đường hư hỏng khiến xe tải, container mỗi lần chạy qua bị rung lắc mạnh, tài xế phải chạy ô tô chậm khiến tuyến đường luôn ùn ứ. Do đó, Sở Giao thông Vận tải đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các hư hỏng trên đoạn này. Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, nút giao có mật độ xe rất cao, nhất là ô tô trọng tải lớn. Việc sửa chữa được thực hiện liên tục khi tuyến vắng xe, kết hợp phân luồng tránh ùn tắc. Ngã tư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ là một trong những điểm thường ùn tắc tại cửa ngõ phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nút giao thông quan trọng kết nối các trung tâm với khu phía nam thành phố. Khi hoàn thiện hai nhánh, phần phía trên hầm kính sẽ làm đảo tròn cùng các nhánh rẽ. Hầm HC1 tiến độ cũng rất tốt, đã đào thông nhánh hầm, đoạn hầm kính thì cũng đã được đổ bê tông nắp hầm, cơ bản có thể đáp ứng kỳ vọng thông xe cuối năm nay. Nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ có lượng xe cộ rất lớn, tình hình tổ chức giao thông cực kỳ phức tạp, vừa làm vừa phải đảm bảo giao thông nên phải điều chỉnh, phân luồng xe cho phù hợp. Việc ùn ứ xe cộ ở khu vực này là khó tránh khỏi. Việc thi công nút giao cũng gặp nhiều bất cập, gây mất an toàn. Cụ thể, khu vực thi công có tình trạng hư hỏng mặt đường, ổ gà, trồi nhựa, thiếu phản quang tại các đầu giải phân cách, chiếu sáng không đảm bảo do cây xanh che khuất, mất vệ sinh mặt đường xung quanh khu vực rào chắn.
Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường Nguyễn Văn Linh, kể cả phạm vi bên ngoài rào chắn. Đồng thời, chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng và sớm trình Sở Giao thông Vận tải thông qua phương án tổ chức giao thông phục vụ thông xe hầm chui HC2 của dự án. Hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ là một trong những nút giao quan trọng ở cửa ngõ phía nam thành phố. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía nam thành phố, tăng kết nối giao thông liên vùng và phát triển kinh tế từ trung tâm đi khu công nghiệp, cảng Hiệp Phước, Nhà Bè. Gần đó là công trình cầu Rạch Đĩa, được xây dựng nhằm thay thế cầu sắt cũ, đã mất an toàn. Ngoài ra, cầu cũng giúp giảm lưu lượng xe dồn về nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, giúp kết nối quận 7 và Nhà Bè. Cầu hiện tại đã được hợp long, các công nhân đang lắp đặt cốt thép để chuẩn bị đổ bê tông mặt cầu. Với tiến độ hiện tại, cầu cơ bản đáp ứng được việc thông xe vào cuối năm nay. Quý vị và các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!